Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2022. Tới dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện thành phố và đông đảo nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị diễn viên. Liên hoan quy tụ gần 400 diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ 8 huyện, thành phố và công an tỉnh. Các đoàn tham gia biểu diễn ở các thể loại, đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, múa, độc tấu, liên khúc hát múa. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 200 năm danh sư Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, đồng thời là dịp để biểu dương khích lệ những diễn viên, nhạc công không chuyên, những tài năng nghệ thuật đang tích cực hoạt động ở cơ sở, tạo điều kiện cho họ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở các cơ quan đơn vị địa phương, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc là các tiết mục đặc sắc của 4 đoàn nghệ thuật quần chúng, thành phố Ninh Bình, công an tỉnh, huyện Gia Viễn và thành phố Tam Điệp. Với sự đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, các đơn vị đã mang đến cho liên hoan một sân chơi nghệ thuật đầy màu sắc với những giai điệu tự hào về quê hương đất nước, mảnh đất Ninh Bình, địa linh nhân kiệt, niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Sáng nay, các đoàn tuyển còn lại tiếp tục biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và tối nay sẽ diễn ra lễ trao giải, công diễn các tiết mục xuất sắc tại sân khấu ngoài trời, khu vực cổng chào Tràng An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.